Hello là ok. Chào mừng mấy em fan đã quay lại với kênh của chú chó đi hai chân bông bía bỏng. Thì đây này các em fan thấy không? Ở ngoài xa kia kìa là chị Hiền đó. Chị Hiền là người bữa giờ chê em bông, rồi nói em bông tham ăn thế này thế nọ. Vì vậy hôm nay anh Sen sẽ lấy lại công bằng cho bông. Bằng cách là sao? Bây giờ anh Sen sẽ lẻn lên phòng chị Hiền để thực hiện một phi vụ với bông nha cả nhà. Bây giờ là đó, cả nhà thấy không? Chị Hiền đang ngồi đó, chắc chắn gì sẽ không biết anh Sen thực hiện điều gì đâu. Đi bông, đi, nhanh lên. Cả nhà dám bữa giờ chê bông á là đen thù lùi, xong rồi chê bông ở dơ, chê bông xấu, chê bông mập. Bây giờ sẽ là cái lúc mà bông cùng với anh Sen cho chị Hiền biết thế nào là lễ độ. Đi bông, lên lên phòng chị Hiền, chị ta tắm, bữa lên tắm. Dạ, đây, nhanh lên. Trên đây là bông. Ở đây. Hơi tối xíu nha mấy em fan. Tại là anh Sen trên đây không có bật điện. Ở đây. Có Miu ở trên đây nữa nè cả nhà. Được rồi, vậy là phi vụ ngày hôm nay sẽ có em Miu kết hợp. Được chưa? Được rồi Miu ơi, bây giờ á Miu giúp anh Sen nha. Chị Hiền á chơi em bông á, chơi chị bông là chị bông tham ăn, rồi chị bông thế này thế nọ đó. Bây giờ á Miu cùng anh Sen giúp bông lấy lại công bằng cùng chị Hiền nha. Được không nói đi. Được rồi, vậy bây giờ nhiệm vụ của bông có nghĩa là giờ bông ngồi đây cả nha. Thấy cậu thấy không, bông sẽ ngồi đây phải canh chừng, nếu mà chị Hiền đi lên thì bông phải thông báo cho anh liền nha. Được không? Được nhưng mà bông phải thông báo to lên nha. Ok, được rồi. Cả nhà vậy là nhiệm vụ lần này sẽ có sự giúp đỡ của Miu. Đó, Miu nè. Đó, Miu là Miu thương bông lắm cả nhà. Đó, hai chị em là thương nhau ghê lắm. Rồi, ok. Đi vô đây. Đi vô phòng chị. Đây cả nhà. Trời ơi, chị Hiền ngủ dậy, chị Hiền là con gái á. Mà chị Hiền ngủ chị không xếp mình một luôn nè cả nhà. Thấy ghê không? Anh xin quay lại được bằng chứng rồi nè. Bông, bông ơi, lên giường bông. Bông lên giường. Bước lên đi. Nhảy lên. Bước lên giường. Bước lên giường ngồi. Nhảy lên. Rồi. Đầu tiên á là bây giờ anh Sen sẽ xả đồ chị Hiền ra. Được chưa? Nè cả nhà ở đây có rất là nhiều đồ luôn nè. Đó. Bây giờ anh Sen sẽ xả ra. Đó. Xếp ra. Rồi, bước tiếp theo là bây giờ á. Rồi, đây nè. Lấy đồ ăn của chị Hiền ăn. Để như bông. Chị Hiền có kẹo chanh muối nè. Bây giờ sẽ lấy kẹo của chị Hiền ăn. Ngon á. Ở đây cất túi luôn. Rồi anh xin để lấy đồ ăn, anh xin xả ra nha mọi người. Rồi bước tiếp theo anh sẽ xả mình bùng lên. Xả ra. Rồi. Ok. Rồi. Như thế này là được rồi. Cái bút đâu? Cái bút đâu bông? Bút đâu? Cái bút hồi nãy đâu? Lấy cái bút cho anh. Cái bút đâu? Đấy, bút đây. Rồi. Bây giờ anh Sen sẽ ghi chữ. Đây. Anh Sen sẽ ghi lên đây. Đây. Có miếng vỡ nè. Ok. Rồi. Anh Sen sẽ ghi. Ta là hung thủ phá phòng chị Hiền
Đỗ bắt được ta. Đỗ bắt được ta. Đó. Ok. Như thế này nha cả nhà. Bây giờ anh Sen đã để lại hết tất cả những bằng chứng ở đây luôn. Anh Sen đố chị Hiền có thể tìm ra được anh là người đã phá hoại của chị Hiền đó. Nhưng mà giải sẻ chưa đã. Vậy anh Sen sẽ tiếp. Anh Sen lấy cái gì ta? Đó. Trời ơi, anh Sen sẻ cả nhà quá trời luôn. Thấy không? Ghê không vậy nha? Mở cửa ra luôn. Đó, bỏ ra. Đó, sẽ như thế này nè cả nhà. Đó, bông. Sao? Em thấy như thế này ok chưa? Ok rồi cả nhà. Sao? Bông thấy như thế này là bông đẻ hẻ dẻ chưa? Được không? Được không? Được rồi. Ok, vậy là cách anh cầm rồi. Bây giờ anh sẽ như thế này. Rồi anh sẽ xử xuống, anh sẽ biết mẹ nha. Để sẽ mẹ sẽ tự xử lý chị Hiền. Ok. Bông. Mẹ ơi. Mẹ. Cái gì xảy ra nữa? Cái gì ngày này cũng mẹ hết. Ủa chứ cái gì mà mẹ. Con nói nhỏ đi. Con Hiền á, nó xả cái phòng của nó quét vô cái đất cho nó á mẹ. Hai đứa xả phòng em đúng không? Cái gì? Hai đứa xả phòng của em đúng không? Ủa anh này nói gì không? Em bây giờ em lên em thấy cái phòng mà nó bừa bộn ra chắc chắn là hai xả phải dọn lại cho đừng em. Đừng có nói vậy, anh không hề làm gì luôn. Mẹ, đây là con nói mẹ nghe nè. Nó sẽ quá trời trên đó luôn. Con phát hiện ra mẹ. Con gái ngủ mày không xếp bên mình. Xong rồi á, rồi lấy đồ vứt hết tụi mẹ luôn rồi. Bây con nói mẹ nghe nè. Nó đi, chứ không thể nào để tình trạng này xảy ra đâu. Nếu mà để tình trạng này xảy ra xô bông á, sẽ bắt cứ yêu mẹ. Thôi bây giờ con kiếm mẹ cây rồi nó xử nha. Mẹ, con nói mẹ nghe nè. Hiện tại là ở dưới cái mền của chị Hiền có bỏ 5 triệu. Bây giờ chị Hiền lên, mẹ chị Hiền phải mất 5 triệu là chắc chắn anh Sen lấy. Ủa, liên quan gì anh Sen, anh bằng chứng đâu? Chứ bằng chứng đâu mà hai cái phòng em bừa bộn. Anh đi vô chị tự nhiên không thấy. Chị có 2 phòng em hay lột miệng. Đó mẹ phải làm chứng với con. Mẹ ủa? Bây giờ mẹ xách cây lên đi. Bây giờ mẹ, đây, bây giờ mẹ đi lên mẹ phát hiện rồi. Mẹ xách cây lên. Ủa chứ sao là lẹ cái gì vậy cô? Cái phòng của tắt hả? Sao? Cái phòng con Hiền á là nó xả nó tự chịu, nó ở đó nó chịu mà, nó chịu dơ được thì nó xả được chứ liên quan gì đâu mà con phải méng miệng. Nhưng mà bây giờ mẹ lên á, mẹ mà lên á. Em xả thì kỳ em chứ. Mẹ lên là mẹ sẽ thấy được. Chứ nó phải em xả phòng mẹ đâu. Chị Hiền á cả nhà, nó là xô bông ở dơ, xô bông không bao giờ dọn phòng mà. Chị Hiền như vậy mà chị Hiền nói sao nó sụt xô bông được. Thì em đâu có nói xô bông đâu. Đừng có nói vậy, nói bữa giờ. Anh Sen đi. Đi. Đúng mẹ. Bây giờ ví dụ như nó xẻ cái ví dụ như xẻ cái phòng con á thì mẹ đúng. Mẹ đánh được cho con không xẻ phòng của cô bé Hiền kệ nó. Dạ hả? Vậy thì bây giờ mẹ lên mẹ coi phòng của mẹ đây. Nãy giờ con ở với mẹ. Đúng nó xẻ phòng mẹ. Nãy giờ con. Bây giờ mẹ phải coi mẹ biết được. Nãy giờ con ở với mẹ. Mà chỉ có một người thôi. Đúng không? Họ ngồi nhổ tóc mướt cho mẹ. Mẹ liên quan với xẻ. Con đâu biết đâu. Tự nhiên con luôn thấy mẹ. Bây giờ mẹ lên mẹ coi thì mẹ mới biết được. Con xù với con bông xẻ. Thì cứ lên coi đi. Mẹ lên mẹ xem đứa nào mà xẻ phòng mẹ là chết chứ mẹ. Đúng rồi, đây mẹ. Đâu chôn chị Hiền hả? Còn lâu mới chôn được chị Hiền. Mẹ đi lên đây. Cả nhà lần này chị Hiền sẽ bị tích đít. Kế hoạch của anh Sen sẽ chắc chắn thành công luôn. Đi lên. Lên. Nó tẩu tán á. Nhanh lên. Nó chạy nhanh lên, nó chạy lên trên đó kia. Nhanh lên. Chết đi. Nhanh lên. Nhanh lên, nó phi tan á mày ơi. Nhanh lên. Mày ơi. Không rồi, nó. Mày ơi. Cả nhà nó phi tan bằng chứng nữa kìa. Mẹ ấy chưa? Con nói sai đâu, nó lên đóng cửa rồi. Cả nhà chị Hiền đóng cửa vô này chắc chắn chị Hiền là kẻ xả rác rồi. Thôi đi xuống con. Đi xuống. Ah!
Mẹ ơi. Mẹ ơi, sẽ mẹ ơi. Sẽ gì? Sẽ cái gì? Ủa, tao có gì đâu. Mẹ qua đây. Mẹ đi. Mẹ coi nè. Mẹ coi nè. Mẹ ơi, mẹ coi nè. Mẹ biết chưa? Mẹ biết chưa? Mẹ biết chưa? Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ngủ sao để mơ mùng nhẹ. Ông nhốt con mày trong đây rồi. Giờ mẹ là mẹ, mẹ phải cầu mở cửa cho mẹ chứ mẹ còn nhìn gì nữa. Cô ơi mở cửa cho mẹ đi xuống mà bán hàng. Cô mẹ ơi. Ơi mẹ, mẹ mới là bị trúng kế của con rồi. Mục đích của con á, trung tâm. Mục đích của con là dụ mẹ với Hiền lên đây để nhốt mẹ đi trong đây luôn. Ôi dồi, cái con trôn mình mày á. Bây giờ mẹ cái ông mở cửa ra đi chứ mẹ là người lớn có quyền hành nhất ở đây mà sao mẹ dặn này mẹ chịu thua anh xin. Mở cửa đi cho mẹ. Chuột cha hai đâu có lời mẹ đấy gì đâu. Bây giờ á mẹ muốn không mở cửa mẹ phải đánh cô Hiền 20 cây. Cái gì vậy? Muốn cô Hiền 20 cây đi cô mở cửa. Đây đây đây, đứa này mà mở cửa vô này mẹ cho tiền nè. Đây đây tiền đây, tiền đây. Tiền đây. Tiền đây. Đâu? Tiền đây, tiền đây. Tiền đâu? Tiền đây. Đâu? Đây nè, tiền nè. Nó phải đâu? Thấy chưa? Chưa. Thấy chưa? Chưa. Mở cửa ra đây nè mày đưa. Đâu? Đây nè, ừ. Đưa đây mày cho tiền con. Ở đâu vậy? Đưa đây tiền, mày cho tiền đi. Wow. Mẹ ơi, Hiền đã xẻ đi thiệt. Con phát hiện ra mẹ lên nó dọn nhanh lắm, mẹ cho mẹ chưa lên á. Bây giờ mẹ không biết ai xẻ đi qua phòng của con mà ăn mà xẻ như vậy. Mẹ là bảo con là ngủ dậy để xếp mền lại, ngay ngắn để cho em nó học hỏi. Mẹ ơi, con vậy, hả? Anh xin mẹ ơi. Quýnh chưa? Ăn cái gì mà ăn? Sợ chưa? Rõ ràng là xẻ cái phòng của mình như vậy mà còn kêu mẹ lên nữa. Mình phải dạy như vậy chứ. Không dạy á là bữa sau là mấy đứa làm cho mấy đứa là nó sẽ là hư theo đó mọi người. Đúng rồi, đáng đời. Đáng đời. Được lắm. Rồi bây giờ mẹ đi công việc đây. Ghê thiệt. Lần này á mình sẽ phải dẹp. Đáng đời, đáng đời. Cả nhà ơi, chị Hiền á, chị Hiền lấy gậy ông đập lưng ông làm cho anh xin bị quýnh rồi cả nhà. Không xong rồi. Lần này anh xin bị trúng kế rồi. Được rồi, anh xin sẽ nghĩ ra một cái hành khác để chôn chị Hiền.